Chào các bạn, hôm nay tôi xin giới thiệu với các bạn cái cách chúng ta cài cái website WordPress ở trên cái hosting A2. Thì ở đây chúng ta đang vào trong cái phần control panel của cái hosting A2. Thì chúng ta kéo chuột lên, chúng ta tìm tới cái logo của WordPress, chúng ta click vào chuột WordPress thì nó sẽ đưa chúng ta qua một cái trang. Chúng ta chọn là install để chúng ta cài đặt. Cái đó là chúng ta chọn cái giao thức xuất hiện ở trên cái trình duyệt. Ví dụ như chúng ta đây là HTTP hoặc là web chẳng hạn. Kế tiếp nữa là chúng ta chọn cái tên miền mà chúng ta cần cài đặt ở website. Ví dụ như tôi chọn tên miền là tôi nhập .online chẳng hạn, click vào. Thì lát nữa tôi sẽ tạo được một website, cài được một website có cái tên miền là tôi nhập .online. Tiếp đó chúng ta có cái phần gọi là CNAME. Cái CNAME này gọi là cái chọn tiêu đề của trang. Thì cái tiêu đề này sẽ xuất hiện trên cái trình duyệt khi mà chúng ta duyệt cái web của mình. Kế đó là cái mô tả của cái site, website. Nó cũng nằm ở trên cái trình duyệt luôn, nó nằm ở trên cái phần mà tiêu đề khi mà mình đưa chuột vào trên cái phần trình duyệt thì nó sẽ xuất hiện. Ta kéo chuột xuống cuối màn hình và chúng ta chọn vào trong cái install. Phía dưới install này thì nó có cái địa chỉ email, thì chúng ta đánh vào địa chỉ email để khi cái website nó cài xong thì nó sẽ gửi email thông báo cho chúng ta. Chúng ta chọn email để nhận thông báo sau khi cài đặt. Click chuột vào trong phần install. Và sau đó chúng ta chờ cho cái quá trình cài đặt được diễn ra. Sau khi quá trình này cài đặt xong thì nó sẽ gửi thông báo qua email của chúng ta. Đây nó đã cài xong rồi, nó đã thông báo, nó gửi qua email. Nè, nó gửi qua email đây. Nhưng trên cái thanh điều khiển này chúng ta đợi cho nó hoàn thành 100% thì chúng ta hãy vào trong email chúng ta kiểm tra chứ chúng ta không vội. Rồi, vậy thì sau khi đã cài đặt xong, website đã cài đặt xong, là những thông số nó báo là đã cài đặt xong được website rồi đây. Cái tên miền của chúng ta đây là thu nhập chấm online chẳng hạn. Chúng ta trở về cái nơi cài đặt các cái website khác thì trên màn hình đã thấy rằng là nó vừa cài đặt xong cái website là thu nhập chấm online. Tiếp đó chúng ta có thể vào trong cái email chúng ta kiểm tra, thì đây email đã gửi đã báo cài đặt xong. Thì qua cái hướng dẫn vừa rồi của chúng tôi thì nếu các bạn chưa nắm rõ hơn thì các bạn có thể xem trong cái phần mô tả của cái video này. Trong đây tôi sẽ có những cái phần giải thích, hoặc là bạn có thể click vào đường link để vào trong website chủ của chúng tôi, các bạn sẽ xem được những cái hướng dẫn. Chúc các bạn thực hiện thành công. Xin chào và hẹn gặp lại.